Màn hình Android QLED Luxury lắp đặt hoàn thiện trên xe GAT. Màn hình này thì bác chủ đã trang bị kèm cả 360, rất là sắc nét này. Đấy. Lướt siêu mượt luôn, cấu hình cao nhất, RAM 6, ROM 128GB. Các bác vào chế độ cam 360 này. Đấy. Camera phía trước này, chế độ 2D này. Là nhiều các chế độ các góc. Ngoài ra thì khi kết nối được với Wi-Fi thì các bác có thể vào Google Maps này. Chưa có. Các cái chế độ như YouTube Van này đầy đủ hết, chỉ cần kết nối Wi-Fi và là ok. Điều hướng này. Nói chung là siêu nét các bác ạ. Giá thì cực kỳ hợp lý, giá cả rất bình dân. Bên em lắp đặt hoàn thiện cho xe GAT 16 chỗ này, toàn bộ các món như là màn hình liền cam 360 này, cửa tự động của Nga này, dán phim cách nhiệt, chốt cửa tự động. Các bác liên hệ đặt lịch, alo em nhé.